Dâu luôn dâu luôn một ngày đẹp trời ngồi trả lời câu hỏi. Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ quên chào các bạn đã đến với video chia sẻ giải đáp những thắc mắc về thanh nhạc. Mình là thầy Phong hai nốt. Ok, là mình vô nha, mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Ơi, một ngày. À, có một câu hỏi rất là hay của bạn Mai Vàng. Rất là vui, hay và vui nữa chứ không chỉ có chuyện hay. À, cái này là nếu như các bạn nào nghe xong dễ bị sốc lắm nha. Bạn Mai Vàng N. Kayustesia. Thôi, nói chung là bạn này chắc cũng fan của Nhật ha. Anime, những bộ truyện anime nào đó. À hi hi. Rồi, thầy chia sẻ rất hay ạ. Rồi, cảm ơn bạn Mai Hoàng, Mai Vàng rất là nhiều, rất là vui. Cảm ơn bạn, trời thích ghê đẹp. Cứ khen kiểu này, cứ làm video rồi. Làm hoài, càng ghiền, càng khen càng ghiền. Em có tập được mid voice một thời gian rồi, nhưng sau khi hát hết 2-3 bài cao xong thì em cảm thấy hơi đuối. Thì phải làm sao ạ? Em cảm ơn. À, wow. À, bạn Mai Vàng có một câu hỏi rất là dễ thương là sau tập một mid voice được một thời gian rồi, nhưng mà hát á thì bị khi một thời gian hát 2-3 bài cái bài cao nha, bài cao xong rồi có cảm giác bị đuối. Quá dữ luôn. Còn gì để nói nữa không biết. Người ta hát có một bài cao là nhiều khi người ta hát còn không được nữa. Bạn quất lần 2-3 bài bạn đuối là phải rồi. Đúng không? Đúng không? Ai cũng đuối, hát bài cao mà hát một bài thôi. Nhiều khi ca sĩ chuyên nghiệp hát một bài xong là chóng mặt á, choáng váng á. Cao so với cái giọng của mình ha. Đó thì bạn hát được 2-3 bài là bạn hát rất là tốt rồi đấy. À, và thì bạn hỏi mình là thì phải làm sao ạ? Thì cứ tập đi, hát tốt lắm rồi thì cứ bạn cứ tập đi rồi bạn sẽ hát tốt hơn nữa. Đó, nhưng mà nói về mà kỹ thuật chuyên nghiệp, kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp á, nếu mà hát được mid voice hay mà có một làn hơi khỏe, tự nhiên, chest voice tốt, head voice tốt, bạn có một thể lực tốt trong thanh nhạc thì cái việc mà bạn hát 5, 7, 10 bài liên tục đó là một chuyện bình thường. À, một ngày nếu mà bạn tập luyện riết thì cái thể lực của bạn nó cũng sẽ tăng dần lên. Đó, thì để mà tập như vậy thì bạn phải có một cái thể lực tốt, bạn luyện tập tốt và luyện tập đúng. Bạn hát được mid voice, bạn thành thạo được mid voice, bạn có một hơi thở tốt, bạn lại tập luyện được thường xuyên, bạn nên tập luyện thường xuyên nữa thì chắc chắn là bạn sẽ hát được nhiều bài hơn, có thể là 3 bài, 4 bài, 5 bài, 10 bài, vân vân, là bạn sẽ có sự tiến bộ dần dần. Các bạn cứ tưởng tượng như là mình cứ như tập thể dục thể thao đi. Nếu như bạn có kỹ thuật mid voice tốt rồi nha, còn nếu như chưa thì các bạn phải tập mid voice, head voice, chest voice, vân vân, hơi thở đó, khoảng vang vân vân phải tốt, thật là tốt. Rồi sau đó rồi kèm theo đó là những cái bài tập về thể lực và thường xuyên tập luyện. Người ta nói là hát hay không bằng hay hát. Hát riết rồi cái thể lực nó cũng lên, giọng mình nó cũng lên, nó không lên thì nó xuống thôi. Không sao hết. Đó, thì bạn phải tập luyện nhiều nha, tập luyện thêm nữa. Rồi muốn tăng cao được cái số lượng bài trong một lần hát mà cảm thấy hơi đuối hoặc đuối ít, hoặc là không đuối luôn, thì cái đó là do cái thể lực của mình, cái sự rèn luyện của mình, thể lực như thế nào. Đó, 10 bài, 20 bài vẫn không đuối thì cái đó bạn phải nỗ lực hơn người rất là nhiều. Bởi vì người bình thường hát một bài là đã đuối rồi, một bài cao là đuối rồi, là chóng mặt rồi đó, phải ngồi nghỉ một hồi, thở một hồi rồi mới vô tâm trạng. Chứ không thôi lát nữa chừng 1-2 bài nữa là choáng váng. À, bạn là hơn người đó, chúc mừng bạn Mai Vàng. Ok. Rồi, tiếp theo câu hỏi thứ hai. Em của bạn Minh Phúc Nguyên. À, bạn hỏi là em hát được mid voice rồi nhưng bị mỏng toàn sang head voice, head mid. À, làm sao để tập chesty dày
mid voice hơn, giống giọng thật nhất á. À, cái này video mình có là rất là nhiều các video hướng dẫn chat voice cho các bạn rồi nha. À, mình nói sơ sơ cho bạn Minh Phúc Nguyên biết, rồi bạn sẽ quay lại xem các video về hướng dẫn làm sao giọng dày, giọng mid voice hơn. À, thì nó là liên quan chesty thì là giọng ngực đấy. Không ngực và kết hợp với mid voice, đúng không? Thì cái này giọng ngực, đây giọng ngực. Phải tập làm sao cho nó níu được cái giọng chesty lại. Níu lại cái giọng chest voice lại và lên cao từ từ thôi, bạn lên từ từ bạn thôi. Khoảng vang của mid voice của chesty ở đây. Chest ở đây rất là nhiều. Ngực thì bao nào? Đồ Do, Re, Mi, Fa, Son, Fa, Mi, Re, Do. Bạn cứ tập thấp như vậy trước. Si, La, Do, Re, Mi, Fa, Son, Fa, Mi, Re, Do. Do, Re, Mi, Fa, Son, Fa, Mi, Re, Do. Tập để cho cái ngực của mình, khi mình hát từng từ luôn nó rung lên. Níu giữ, tập cách níu giữ giọng giọng chest voice lại khi mình lên cao, hạn chế để mất chest voice. Đó, thì tập lên cao từ từ. Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, Do, Re, Mi. Giữ lại, đứng lên. Mi, mà mày vẫn mid nha, vẫn mid ở trên phần mid này. Mi, Fa, Son, La, Si, Do. Ok, cao quá. Ok, vẫn bình thường thôi, không có gì hết, dùng sức chút xíu lại lên thôi. Đó, thì bạn phải níu giữ lại cái giọng ngực của mình, níu giữ lại, rồi bắt đầu sử dụng mid voice. Mình phải lấy tay mình giữ. Nếu như bạn làm được mid voice rồi thì bạn xài cái chiêu đó để bạn kéo lại giọng ngực của mình, và sau đó bạn tập hát vào là nghe hết sảy bà bảy luôn, cực kỳ hay. Ok, nó sẽ giúp cho bạn có những cái giọng hát rất là tình cảm và trầm ấm của giọng chesty, mid voice, nói chung là nó đủ thứ hết, nhưng mà hát có giọng ngực vô thì cái tần số thấp nó sẽ làm cho giọng của bài hát của bạn hay hơn. Ok, chúc bạn Minh Phúc Nguyên và mọi người sẽ thành công với phần tập chesty này nha. Mình có rất nhiều cái video hướng dẫn, các bạn có thể xem lại nha, kỹ hơn. Còn giờ mình đi qua cái đó mình nói rồi, nó hoài kỹ lắm. Ok, Hoàng. À, đây, có một bạn Nguyễn Nam. Bà hỏi là em hát nó bị quen cao thanh quản ấy thầy, có cách nào sửa được không ạ? Em cố giữ nhưng nó cứ tọt lên cao. Nghe từ tọt lên cao nghe thấy ghê quá, đúng không? Em cứ giữ nhưng nó cứ tọt lên cao. Ok, bạn Nam Nguyễn. À, bạn cao thanh quản hả? Cao thanh quản mà bạn hát cao thanh quản để làm gì, đúng không? Hát cao thanh quản để làm gì? À, thì cái việc mà bạn ráng bạn giữ, bạn đừng có để cái thanh quản mình nó ở trên đây cao nè, đúng không? Bạn hạ nó xuống, bạn kéo nó xuống âm ngực đi là tự nhiên thanh quản của bạn cũng sẽ tuột xuống thôi, đúng không? Rồi mình khi hát á, đừng có cố ngước lên hay ngước xuống cái gì hết. Bạn cứ giữ cái cổ của mình, bạn hơi cúi nhẹ xuống và bạn hát chest voice. Rồi từ đó bạn tập lên lại. Tại vì bạn tập nó, chúng ta thường có một cái sai ở cái chỗ là chúng ta đi vào, chúng ta chưa biết nền tảng của giọng hát là giọng chest voice. Cái nền á, xây nhà cái móng là giọng chest voice. Thì cái nền nhà chứ không phải nền nhà chứ cái móng. Thì cái nền mình chưa có xây xong thì tự nhiên mình đi vô mình tập head voice, mình tập mid voice, mình tập toàn là những cái bài nó cao mà cái nền tảng là cái giọng trầm, nó tạo nên cái độ bass, độ dày, độ ấm á, thì lại không tập. Thì chúng ta phải, bây giờ chúng ta biết rồi đó, thì chúng ta sẽ quay lại chúng ta tập chest voice trước. Thì này, đặt tay lên ngực và giống như nãy mình hướng dẫn cho các bạn kia. Và chest mid. Mid. Tập như thế này trước
rồi các bạn đưa vào câu hát là nó sẽ hay hơn. Rồi từ từ tập từ từ lên. Giữ lại, kéo nó xuống. Ok, kéo nó xuống, đừng cho nó đi. Rồi, tặng cho các bạn một ca khúc. Ha, mình giữ lại cái test voice nè. Và sau đây là ca khúc mình đã hướng dẫn rồi, ca khúc Màu Nước Mắt. Mình xin hát lại với kỹ thuật chest mid để cho các bạn hiểu rõ về chest mid. Còn nhiều người ta có thể gọi là chest ti á. Mình là thích gọi chest mid hơn. À, cái đỉ lại chest nó nhiều hơn mid, còn chest ti thì cũng là cái tên gọi thôi, không có gì hết ha. Ok. Rồi. Đây, đặt tên ngực 2 3 vô. Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu là đối với anh cô ấy có thể là tình yêu, nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất, là duy nhất. Chết mic. Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng, là không? Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng, là tia nắng. Hiệu quả chưa, kinh khủng khiếp so với việc hiệu quả tập chết chưa, và nghe rất là ấm và rất là rền, rất hay ha. Kẹo nó xuống đừng cho nó lên, ghi nó xuống. Nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời, mặt trời trong tim tôi. À, lên từ từ nè. Mặt trời trong tim tôi, chết mic nha. Người đến sau đôi khi chỉ là những theo cảm xúc, bằng nỗi đau vỡ nát cả bầu trời. Cô ấy là tất cả thế nè, vô nè, chết nha. Cô ấy là tất cả thế giới, cô ấy là tất cả thế giới. Cố gắng giữ cái chết, không thôi là nó gãy luôn á, rất là khó. Và nhẹ nhàng lại để hát giọng falsetto ha. Lúc này là nó hơi bay lên cao nè. Cô ấy là tất cả thế giới, giới. Cô ấy là tất cả thế giới, thế. Cô ấy là tất cả thế giới, nói với tôi. Lại lần nữa nha. Cô ấy là tất cả thế giới, nói với tôi. Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt. Ngày giông bão đi qua, vô tình mang hận em phai mờ. Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương. Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần. Liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy. Làm ơn hãy buông tay, xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn. Đừng để tình yêu thêm chết mít thêm. Chút falsetto, một chút hát vui, một chút chest và một chút mix. Nó sẽ ra cái chữ lầm này. Nhẹ nhàng, hơi thở, điêu luyện, uyển chuyển là chúng ta sẽ có thể hát được. Nhưng mà kỹ thuật chest mix rất là hay ha. Mọi người cố gắng tập luyện để có thể là
hát thật là hay, hát thật là phê, hát thật là feel để cho cuộc sống của mình nó sẽ vui hơn. Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc và thật sự là phê với những ca khúc mà mình tập luyện được và hát ra. Bye bye.